Ngài xuôi một tí. Thưa Ngài Sô Lơ, có một món đồ của Chúa Giêsu muốn gặp Ngài. Ta đã đợi anh ấy từ sáng đến giờ. Ngài nói sao? Ngài đợi từ sáng tới giờ nghĩa là sao? Đúng vậy, hãy mời anh ấy vào đây. Dạ vâng. Ngài muốn gặp, xin mời. Chào anh Sô Lơ. Có phải anh là Anani phải không? Đúng, chính tôi là Anani. Mới gặp nhau mà anh đã biết đến tên tôi rồi. Tập chính Chúa này lên bày tỏ điều đó cho anh biết. Anh Anani, trong lúc tôi đang cầu nguyện, tôi đã nhìn thấy anh bước vào. Có phải anh được Chúa sai đến để giúp đỡ tôi được sáng mắt phải không? Đúng, đó là mệnh lệnh của Chúa. Nếu chẳng phải bởi Chúa thì tôi đã chẳng đến đây, và chính mình anh cũng chẳng thể nào gặp tôi ngay giờ này. Anh Anh à, chắc anh cũng đã nghe nhiều về tôi là một người bắt bớ đạo Chúa. Thậm chí tôi dùng cả sức mạnh của mình, sức lực của mình để đàn áp, đánh đập những người tin theo Giêsu. Nhưng mà tôi đâu có ngờ Giêsu đã chịu chết trên cây thập tự giá để tội cho chính tôi, cho chính tôi. Vậy mà tôi đâu có ngờ rằng Giêsu là cứu thế, chính Ngài đã cứu chuộc. Mắt tôi mù mãi mãi tổn hơn, tôi có mắt mà còn tê hơn nữa. Tôi muốn tôi bị tan nát ở dưới chân thập tự giá của anh, và tôi đã nhìn thấy tình yêu thương của anh, tình yêu lớn lao của Ngài mà Ngài dành cho chính tôi. Thank you.